Được ví là điểm đen về tệ nạn ma túy, thị trấn Phan Rí Cửa những năm gần đây được xem là một trong những địa bàn có đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tăng nhanh. Vài năm trở lại đây, tình hình này càng trở nên phức tạp hơn khi cái chất trắng đang lan nhanh trong giới trẻ. Phức tạp, loạn là những từ được nhắc đến nhiều khi chúng tôi hỏi thăm người dân ở đây về tình hình an ninh trật tự của thị trấn. Bất cứ người dân nào cũng cảm thấy lo lắng khi các đối tượng sử dụng ma túy ngày càng manh động, liều lĩnh hơn. Nhiều vụ trộm cắp thường xuyên xảy ra, từ những vật dụng nhỏ nhặt trong gia đình đến nữ trang, điện thoại, khoen lưới, thúng, neo, xe đạp. Chúng đều cũng sạch chỉ mong có tiền để thỏa mãn cơn nghiện. Không chỉ hành động ban đêm, chúng còn ma mảnh ra tay ban ngày. Dù dân có phát hiện kịp thời cũng đành bỏ tay khi thấy chúng mang theo vũ khí. Hãy nghe những người dân trong cuộc nói về tình hình an ninh trật tự nơi đây. Khoảng 10 trong 11 giờ đi, 11 giờ 10 giờ 12 thì đang ngồi là chuẩn bị làm mắm cho khách sạn, thì nó ở ngoài nó bước vô nó đứng ở đây, thì nó cầm cái chai nước mắm, đây là cái chai đó, thì nó kêu mua được nước mắm kho, thì nó đưa tờ giấy 5 ngàn, thì đang ngồi đó mua cui thì chuẩn bị lấy cái bóp ra thấu lại nó 1 ngàn. Thì vừa lấy ra là chiều thối đó, thì bắt đầu nó sợp cổ chạy ra, thì trong khi chạy ra thì cũng chạy ra mồ la quớt người ta, nó cứ đi chiều quớt người ta, nó giật đi chiều. Ở các ba đợt á, lượt đầu 3 cái 9 ký, giờ đợt sau 3 cái 4 cái, này là 8 ký. Thấy bữa nay giữ không nổi nữa, bây giờ khúc lên bờ này là khúc lên bờ, để lên bờ chừng nào đi biển khúc xuống dưới lại. Bắt 2 đợt là 7 phen, là tính ra cũng cỡ 3-4 triệu. Làm lại mới chầu dây này một mũi 50 ngàn đó mà. Vốn là thị trấn rất trọng người đông, trên 40.000 người, kinh tế dựa vào nghề biển là chủ yếu. Trong khi đó, những năm gần đây thời tiết thay đổi thất thường, cộng thêm sản lượng hải sản ngày một ít dần, nên đời sống của người dân hết sức khó khăn. Tàu thuyền nằm bờ nhiều sẽ dẫn đến lượng lao động nhàn rỗi tăng. Những đối tượng xấu sẽ có nhiều cơ hội lôi kéo, rủ rê, và sự háo thắng của tuổi trẻ dẫn đến con đường nghiện ngập là điều khó tránh khỏi. Không khó để chúng tôi phát hiện Kim Tiên khi cũng có mặt khắp nơi. Những khu vực vắng người như Đồi Dương, phía sau trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, bãi biển, công trình bỏ hoang là những tụ điểm khá lý tưởng để các đối tượng tập trung khi đánh cử. Tuy nhiên, những đối tượng nghiện ngập lâu năm, gia đình bỏ mặc, thì việc ngồi trước mặt bàn dân thiên hạ chơi ma túy, vả thuốc đã trở nên quen thuộc với ngộ nhiều người. Cái tổ 28 của tụi chú ở đây á, thì hàng đêm các cứ ghi rõ là chờ xéo phân dưới cửa, thì hàng đêm như vậy đã có hàng tốn gì sách mã tấu đi, ngờ vậy đó. À, có cái tính cách như mình hâm dọa người ta rồi vậy đó, không ai dám làm gì. Vấn đề về trật tự an ninh ban đêm không có tổ tuần tra, đặc biệt không công an, không dân phố, không du kích. Đấy, cái là cứ từ 6 giờ mà cho đến sáng luôn, là nói về đêm là không có, ngày thì không nói rồi, ngày thì không có là hẳn rồi, chứ mà đêm thì không có. Phục kích nhiều ngày, chúng tôi mới có được những đoạn ghi hình hiếm hoi này. Trưa nắng, các đối tượng nghiện ngập thường xuyên đến các khu vực rắn vẻ, thỏa mãn cơn nghiện. Không đủ tiền cho heroin hoặc lúc hàng khan hiếm, các đối tượng chuyển sang dùng thuốc tây như Panadol, Ravon để đáp ứng sự thèm muốn ảo giác. Nhiều thanh niên nghiện nặng, một ngày chơi 3-4 lần, mỗi lần dùng từ 8 đến 10 viên, hòa với nước cất rồi tiêm vào tĩnh mạch. Khi đã khát thuốc thì việc chúng làm liều, cướp cạn, xin đỡ là điều khó tránh khỏi. Lúc đó là khoảng 10 giờ tối á, nó lấy tiền xong bắt đầu nó chạy về dù. Chạy về dù mới có tới đồn biên phòng á, là có 2 chiếc xe nó kè theo rồi bắt đầu 2 chiếc nữa nó đậu ở ngoài, là 4 chiếc kè theo. Mà con này nó thấy nó mất hồn là nó bán hồn, nó chạy thôi, nó chạy mà nó vượt theo, nó vượt coi như là con này nó chạy bán sống luôn. Đến khi mà nó thấy ánh sáng bóng điện á, là nó chặt vô cái khu của xóm cốt mới của vườn á, nó có cái nhà hồi đó nữa. Nó chạy vô đó thì nhờ cái ông đó, ông mới thức, lúc đó ông mở cửa ông thức, thì lúc đó nó mất hồn, là nó chạy tới đó là có ông đó, nó mới khỏe lại. Xong xả là nó súng lại, nó kêu nó dụ nhỏ này ra, con này chạy vô nhà đóng cửa luôn,
nó mới điện tôi là gia đưa đưa nó về. Gia điện đưa nó về xong xã là ngày mai lại nó tới đồn an nó báo mà công an cũng mà cái sự vụ nó nhiều lắm. Quỳ Dương là làm luôn mà công an cũng không làm được, an ninh quái. Cái người đi câu cá về mà nó cũng chặn đường, nó quánh người ta rồi nó lấy tiền đó mà tới báo rồi cũng thấy cũng không làm được cái gì. Tụi con mấy đứa cháu mà gửi đi xa hết không dám để đây. Có bốn đứa mà sợ ghê, đêm nào cũng canh đúng giờ là lùa đi về nơi chỗ ngủ chứ còn đi không dám. Theo thống kê của đội hoạt động xã hội tình nguyện thị trấn, trong quý 1 năm 2011, toàn thị trấn có 19 đối tượng nghiện ngập được quản lý tại địa phương, 18 đối tượng tình nghi và một trường hợp chết vì sốc thuốc. Tuy nhiên, đó chỉ là những đối tượng được điểm mặt. Thực tế con số ấy có khả năng cao hơn rất nhiều lần vì tình trạng thanh thiếu niên địa phương đang lén lút chơi thứ tân dược chết người đó không phải là ít. Trước tình hình ấy, năm 2006, huyện Tuy Phong quyết định thành lập đội hoạt động xã hội tình nguyện thị trấn Phan Rí Cửa và 6 nhóm tư vấn cai nghiện tại gia đình. Các thành viên trong đội được phân công nhiệm phụ trách từng khu vực và trách nhiệm trực tiếp đến từng hộ gia đình có đối tượng nghi vấn để vận động, cảm hóa, giúp họ từ bỏ ma túy. Ngoài ra, đội còn có trách nhiệm xem xét các đối tượng thật sự hòa nhập cộng đồng, giúp họ vay vốn làm ăn, cải thiện đời sống, kinh tế gia đình. Thì cái tệ nạn đó, xã hội trong đó đặc biệt nhất là vấn đề ma túy. Cái phương châm của đội hoạt động là quyết tâm thực hiện phương châm lấy phòng là người, lấy phòng người là chính, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các đối tượng thanh thiếu niên và các đối tượng tức là cai nghiện, các trung tâm trở về địa phương. Kết quả có năm vừa rồi 2010 á, thì trong đó kết quả là 16 đối tượng cai nghiện tại gia đình và có 28 đối tượng đi cai nghiện các hình thức. Cai nghiện có là bắt buộc á, là địa phương đưa đi có 19, cai tự nguyện có 9, số người nghiện tái hòa nhập cộng đồng có công ăn việc làm ổn định là có 16 đối tượng, trong đó tức là hỗ trợ địa phương hỗ trợ cho vay vốn là 12 đối tượng để tham gia, là tức là tạo điều kiện cái việc làm ngành nghề. Rồi trong đó có 16 đối tượng đó không tái nghiện. Đội hoạt động chính đó là tuyên truyền giáo dục đi đến tận nhà tận đối tượng, tức là khi cai nghiện phục hồi rồi những đối tượng tức là mình nghi ngờ tới gia đình động viên, tức là phụ huynh cha mẹ thông tin để cho cha mẹ tức là biết được, rồi từ đó mới theo dõi với con em mình. Khi đội hoạt động đến nhiều cái gia đình cũng rất bất hợp lắm, có nghĩa mình thông tin cho con của người ta có thể bị nghiện đó, nhưng mà đối với gia đình người ta phủ nhận, ta nghĩ rằng nếu con em mình mà đã nghiện thì gia đình người ta bị ảnh hưởng, tức là có cái là những cái giá trị, những cái công việc của gia đình người ta không có thừa nhận. Bên cạnh đó, nhóm đồng đảng thị trấn cũng phát huy tốt vai trò của mình trong việc tuyên truyền các biện pháp phòng chống HIV/AIDS cho các đối tượng nghiện, đồng thời họ còn tư vấn vận động các đối tượng tham gia xét nghiệm HIV/AIDS, phân phát bơm kim tiêm mới và thu bơm tiêm bẩn. Được biết, mỗi tháng nhóm phát ra 1.000 ống kim tiêm với mục đích vận động các đối tượng sử dụng an toàn, hạn chế tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS. Với 80% dân số sống bằng nghề biển, ít học nên công tác tuyên truyền của nhóm cũng gặp khó khăn không ít, chủ yếu tuyên truyền miệng thay vì phát tờ rơi. Từng bước chân vào con đường nghiện ngập, nay đã hòa nhập cộng đồng nên các thành viên trong nhóm thấu hiểu được tâm lý của các đối tượng. Họ tìm cách tiếp cận và vận động nhiều người cai nghiện, xây dựng lại cuộc sống cho bản thân mình. Việc trách nhiệm của người tổ trưởng á, thì nó nói về trong cái sinh hoạt tổ chúng tôi á, là một tháng hai lần. Thì khi mà trong cái tháng hai lần đó tôi có phân công, cái mỗi anh nằm ở khu vực nào thì cái người đó làm tại cái khu vực đó. Chàng ví dụ như anh Tuấn nằm ở khu vực Hải Tân thì anh Tuấn làm tại khu vực Hải Tân.
khách hàng, anh cứ giữ khách hàng, anh làm với khách hàng, anh động viên và thuyết phục, tuyên truyền sao làm, khuyên nhủ động viên khách hàng sao giảm bớt đi hành động nguy cơ tác hại, thay đổi cái hành vi nào an toàn và không an toàn, đó là trách nhiệm của cái người đồng nặng. Khi mời khách hàng tới truyền thông ở trong gia đình chúng tôi cũng đã phát những cái tờ rơi động viên thuyết phục con cháu giảm bớt đi. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái nào là cái không an toàn và cái nào là cái an toàn. Nếu các cháu thay đổi hành vi trở thành một người tốt, đó là tốt cho bản thân của các cháu, các em. Cái thứ nhất, cái thứ hai, hậu luôn cả gia đình và cộng đồng với xã hội. Khó khăn là khách hàng liên mắng chúng tôi là phát bơm ung tiêm mới, có nghĩa là một lần mà phát bơm ung tiêm mới là một lần ghi tên. Đây là khó khăn cho khách hàng trong cái tổ đồng đẳng chúng tôi. Cái thứ hai nữa là nghi on chúng tôi là mời khách hàng về là để máy ghi âm hoặc là đi thu lượm những cái nguồn tin gì để báo lại bên chính quyền địa phương, thì cái này hầu như chúng tôi là không có. Đây là phải nói là cái chuyện của bên dự án, cái phương châm dự án đưa về để làm chi. Cái nhất, anh phải có bổn phận đi tuyên truyền truyền thông trực tiếp với khách hàng, khuyên nhủ người ta làm sao, cái hành vi nào để giảm bớt cái nguy cơ tác hại về cái căn bệnh thế giới hiện nay. Chúng tôi đi thu lượm bơm kim tiêm bẩn tại các khu vực tại địa bàn thị trấn Hán Cửa, chúng tôi đi phát bơm tiêm mới và mời khách hàng về truyền thông tại nhóm nhỏ tại gia đình. Bên cạnh cái chết trắng đang rình rập bổ vây thì có nhiều người đã vượt qua sự cám dỗ, quyết tâm làm lại cuộc đời. Đó là những tấm gương tốt có nghị lực phi thường mà những thanh thiếu niên đang lạc đường lạc lối hiện nay cần thức tỉnh, tự mình thoát khỏi ảo giác mà ma túy tạo nên. Năm 2002 là bắt đầu là tôi về nhà, là tôi tự ở nhà tôi cai cho đến bây giờ luôn. Rồi chính quyền cũng như là có chỗ dân phố hay là bạn bè đồ, cũng như vợ con hay là những người thân nhân á, là khuyên nhủ rồi thành ra cái chỗ đó. Tôi thấy bây giờ con cái cũng lớn rồi, cũng có ba xu gia rồi, có lẽ mình lớn hoài mình chơi hoài, nên thành tôi cố tâm là tôi bỏ cho đến giờ luôn. Được sự giúp đỡ của địa phương cùng sự động viên khuyên nhủ của vợ, anh Nguyễn Tiến đã cai nghiện thành công, hòa nhập cộng đồng. Nay anh đã trở thành bố của vài chục đứa trẻ, cùng vợ chăm sóc các bé tại nhà giữ trẻ của gia đình và chính thức kết thúc cuộc đời nghiện ngập. Anh Dũng công an á, anh tới nhà anh nói là thôi bây giờ thôi là anh đi làm đơn là cho tờ đơn à lên trường giáo dục cai. Thì trong lúc anh đưa em lên thì cai đâu được một năm á, quá trình được một năm giờ ông nội em về em bỏ thì này đến giờ luôn, cũng gần cũng được mười mấy năm nay rồi. Thì về thì trong lúc đó thì vợ con rồi nó kiếm đủ rồi lại trong phố tới nhà rồi cũng hay đó nọ, rồi lúc đó thì có anh hét vận động này nọ đó cũng thế vậy thôi, tu luôn. Mặc dù địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sau cai nghiện, công tác tuyên truyền giáo dục tác hại về ma túy đã cũng được Ủy ban nhân dân thị trấn Phan Rí Cửa quan tâm, nhưng tình hình có vẻ đang phức tạp hơn. Để đẩy lùi nạn ma túy trên địa bàn không phải một sớm một chiều, nhưng chính quyền địa phương cũng cần đề ra những biện pháp thiết thực hơn để thanh thiếu niên hiện nay không đua đòi tò mò và bị quyến rũ bởi chất bột màu trắng nhưng vô cùng nguy hiểm này.